Hello, xin chào mọi người nhá, chào mừng mọi người lại đến với kênh của mình nha. Mình là Richter đây mọi người ơi. Đó, nó vui vậy thôi. Thì tiếp tục mình sẽ chơi con Richter này và đi vị trí đó là SP. Mình sẽ đảo lên phần bùa nhà team bạn xíu như nào. Tôi mới nói xong thì hai người team bạn đã đảo lên cái phần bùa đó là bùa red team mình rồi. Đó, định làm gì đấy bạn ơi, định khai S à? Hay là định cướp bóc gì đây? Mình không có vé đấy đâu nha bạn nha. Đó, mình sẽ lướt lên trên này nha. Các bạn ấy chỉ thăm dò xem là ăn được hay không thôi. Và team mình đang ăn bùa nào. Đó, để các bạn biết hướng di chuyển. Thì mình sẽ đảo lên trên này xem có thể là nhìn vào vị trí của sai team bạn. À, dưới này có Zill này mọi người này. Khoan đã nha. Nói gì thì nói, cứ phải đi KS mạng cái đã. Đó, chơi Richter là các bạn phải biết KS nha. Đó. KS để mình xanh, mình gánh team mà các bạn ơi. Đó thì mình lên cái này đi, rồi cái giải đi. Ở cái trận đấu này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách di chuyển cũng như là cái cách mà các bạn gây lợi thế đầu game cho team nha các bạn nha. Đó, để mà các bạn khi mà các bạn ép cầu tuyết ấy, nó sẽ rất là dễ dàng và trận đấu sẽ win rất là sớm. Đó thì các bạn có thể nhìn thấy cái trận đấu này mình đang đối mặt với team bạn rất là ít khống chế luôn. Cái trận như thế này các bạn cầm cho mình con Richter vào thì nó sẽ rất là hiệu quả nha mọi người nha. Nó không có cái sự khống chế cần thiết thì Richter quẩy rất là nhiệt trong giao tranh. Đóng băng rất là hay luôn. Mình sẽ nhắm vào vị trí đó là Elsu nha. Bỏ mặc Sanielle đi. Cái vị trí quan trọng là AD team bạn. Đó, Sanielle thì cũng sẽ phải nằm xuống thôi. Cái mùa trước ấy thì các bạn cũng đã biết rồi. Khi mà các bạn cầm cái vị tướng Richter này và team bạn pick cho mình đó là vị tướng EOSU thì nó sẽ rất là nguy hiểm, và mùa trước EOSU cũng được cấm rất là nhiều. Ở cái những cái danh thấp ấy thì các bạn chơi EOSU nó cũng tạm giảm bình thường thôi. Thế nhưng mà lên những cái danh cao ấy hoặc là đấu đỉnh cao thì các bạn có thể thấy là sự nguy hiểm và cái sự kinh khủng của vị tướng EOSU nha. Nhưng mà cái bản cập nhật này thì EOSU bị nét khá là nhiều ở cái ưng trạng của EOSU. Khi mà các bạn đủ cái khoan thì mình bắt cái này đã nha. Mình bắt cái vị tướng mid này đã. Rồi, 4-1-1 dành cho mình rồi, hết sức là thơm luôn. Thì mình nói lại cái phần đó, EOSU khi mà các bạn phát hiện ra là mình đang bị dính mắt ấy, thì là có cái dấu mắt ở trên đầu. Thì các bạn hãy tìm quanh quanh đó, có ưng chạm này, đó mọi người có thể nhìn thấy không? Ưng chạm này, đó thì mọi người hãy di chuyển vào bụi và phá được. Lúc trước ấy thì cái ưng chạm của EOSU nó không bị lộ tầm nhìn. Thành ra là mình vào bụi như thế này và bị EOSU phát hiện ra tầm nhìn và tìm bạn dồn xuống bắt người. Cũng như là cái việc lộ xa nó rất là nguy hiểm cho Richter nha mọi người nha. Đó, thì mọi người có thể nhìn thấy là mắt EOSU đặt thì bây giờ mình phát hiện rất là dễ. Và mình đi phá rất là easy nha mọi người ơi. Ở trên này thì EOSU cũng như là Sanielle di chuyển khá là cẩn thận. Và đang check vào vị trí của mình. Có mình thì các bạn ấy không chơi đâu. Thế nhưng mà không có mình các bạn ấy sẽ luộc luôn AD của mình đó nha. Thế nhưng mà trận đấu này AD của mình chơi cũng rất là tỉnh, cũng rất là hay. Đây rồi, mình đã nhìn thấy bóng của vị tướng EOSU đi đặt mắt này bạn ơi. Đặt mắt thì phải làm xuống thôi. Các bạn hãy kê EOSU nhá. EOSU thì thường hay có cái tình huống đó là di chuyển ở cái nội tại sát đường ấy, xong bạn ấy sẽ đi đặt mắt vào những cái chỗ hiểm. Và các bạn phải lưu ý bắt được cái bóng của EOSU và các bạn sốc down này, EOSU sẽ nằm xuống thôi. Thế cái trận đấu này thì đối mặt EOSU mình sẽ không hốt nữa. Đó. Tại vì là cái ưng chạm cái nguy hiểm nhất đối với Richter thì nó đã bị nét rồi. Còn cái việc đó là các bạn ấy bắn chiêu 2 cực chuẩn thì đối với những pro player thì cũng khá là rén nha mọi người nha. Đó. Thế các bạn chơi EOSU cũng không phải buồn đâu. Từ từ để mình sẽ ganh Jill này. Jill đang bắt ở vị trí của Zuka đẩy khá là cao nhá. Rất là tự tin đánh vào Zuka. Đó, Zuka cũng bật lại ngược luôn. Thế nhưng mà mình xin cái công xuống ganh nha. 175 vàng luôn, thơm quá mọi người ạ. Cái đây hiện tại của mình là 612. EOSU pha này thì mình sẽ cấu rỉa máu thôi nha. Đó, ưng chạm ở đây thì đứng tiện phá luôn này. Đó. Có bộc phá đến từ vị trí Sanielle, thế nhưng mà mình đã lui được và cái lượng máu mình còn. Đó, có sứ mệnh cứu thế, thế nhưng mà bị khống chế rồi. Mình sẽ vẫn bắt vào vị trí đó là EOSU nha. Ôi không được rồi. Vị Sanielle dùng chiêu 1 và kết thúc đi được cái mạng của mình rồi. Ở đây vị trí của AD của mình chơi cũng rất là hay. Né được cái chiêu 2 của Sanielle này. Rất là hay luôn. Đó, mình đang nhìn dưới này là gấu bị đó là vị tướng Zill ép khá là căng và hai vị tướng đang rền rứ nhau. Rồi Zill rất hay luôn, lấy được cái mạng của gấu luôn. Ao ngược luôn ạ. Bạn này đánh khá là hay nha. Đó là cái danh này, cái danh tinh anh 3, 4 thì tinh anh 2 thì các bạn này đánh rất là gắt luôn. Làm gì đây, làm gì đây? Nó đi vào bụi cùng mình này. Đánh Richter lại đi vào bụi cùng Richter này, hỏng rồi. Bạn ấy không hiểu tại sao cay cú mình điều gì mà lại dí kinh như vậy các bạn ạ. Đó chắc là tại mình lấy mấy cái mạng ở đằng mid ấy mà. Những cái pha mà bạn ấy bị đóng băng như điêu thuyền vừa nãy ấy, thì chắc là bạn ấy cay cú mình. Thế nhưng mà cái trận đấu nào mà càng gặp những team bạn càng cay mình càng thích chơi mọi người nha. Mọi người có công nhận mình một điều là khi mà các bạn kháy ấy, hoặc là các bạn thôi nhá, từ từ để mình té cái pha này với red đã. Đâu, có chiêu 1 tệ. Thì các bạn có công nhận với mình là khi mà team bạn càng cay cú thì team mình càng thích đánh không mọi người ơi. Đó, rất là vui luôn đấy mọi người ạ. Nói cái này nó hơi đều một tí thôi nhưng mà sự thật mọi người ơi, rất là vui khi mà team bạn mà cay cú ấy mình lại còn kêu ngược lại được tim bạn ấy thì thực sự mà ra mà nói là càng lúc lại càng thấy vui nha mọi người nhá. Đó, xem cái sự cay cú của tim bạn, sau đó là tim bạn sẽ tâm sự với nhau rất là nhiều thì mình lại thấy vui. Cái này thì nó hơi đều một xí, nhưng mà chơi game thì nó phải có những cái đấy nó mới vui mọi người ạ. Đó, thực sự ra nó là như thế, chứ còn chơi mà cứ chơi mà không gáy, thực sự mà các bạn mà không gáy ấy, thì nó cũng sẽ mất vui, đúng không các bạn ơi? Đó, các bạn công nhận mình một điều là như thế. Ở đây thì mình sẽ hỗ trợ AD ăn cái con rồng ở đây nha mọi người nha. Đó, song song cái việc khi mà các bạn ép được như thế này thì các bạn phải ăn những cái con bùa lợi, những con quái to như vậy để gia tăng cái khoảng cách cũng như là có những cái lợi thế mà đẩy đường nha các bạn nha. Ngửi thấy cái mùi bất ổn ở đây rồi mọi người ơi. Đó, tại sao mà không thấy team bạn đâu cả? À đây rồi, có Elsu này, nằm lại đi Elsu ơi. Elsu tàn hình và đi vào đây để đặt mắt. Cái mắt của bạn thì bây giờ bị lộ rồi, không có thể như ngày trước được đâu bạn ơi. Đi tàn hình vào bụi và sẽ định là cướp với con ca sơ, cũng có kế hoạch cả đấy, cũng có chuyên môn đấy, nhưng mà những cái bước thực hiện thì nó hơi xa. Đó, mọi người để ý cho mình pha này nhá, team bạn đang dồn khá là căng vào cái vị trí đồng mid, cũng như là VS đang tìm vào vị trí AD của mình. Có sứ mệnh cứu thế đến từ Sanielle này. Đây là những vị tướng ở tuyến 1, còn những vị tướng ở tuyến 2 và tuyến 3 sẽ sắp xuống này. Đó, vị trí của mid team bạn này, mình sẽ bắt vào mid team bạn pha này, nhưng mà không kịp rồi mọi người ơi, đã có tốc biến đến từ Ikki. Đó, pha này thì cũng phải lùi thôi, lùi nhẹ nhàng thôi. Mình sẽ tìm vị trí bắt vào vị tướng đó là Jill, hất trượt mọi người ạ. Đó, nhiều khi thì hất nó cũng không có cảm giác lắm mọi người ạ. Trời ơi, ngoảnh đi ngoảnh lại thì mình đã nhìn thấy cây đây của mình nó là 12-2 rồi. Mọi người cho mình hỏi xíu là mình có đang làm đúng cái nhiệm vụ của FP không đây mọi người ơi? Mình có đang làm đúng trách nhiệm của FP không đây? Đó, FP người ta thì đi bỏ cây AD, mình thì thả lã AD luôn ạ. Đó, thế nhưng mà bạn AD cũng không nói gì luôn ạ. Tôi tí nữa khả năng mình sẽ phải đi để feed vài mạng. Đó, để làm đúng cái tinh thần cũng như là giả vờ là mình cũng có cái đóng góp cho team mọi người nhá. Cũng có cái là cái sự nằm xuống, cũng có cái sự hy sinh đó mọi người ạ. Đó, lươn một tí. Đây thì mình đang nhìn thấy vị trí của EOSU nhá, đẩy khá là cao, định là đi đẩy lẻ và kill được cái trụ này của mình ư. Đó, nhưng mà có sứ mệnh cứu thế thì mình sẽ lùi lại nha, có cái mắt ở đây này. Đó, rồi có chóa mình sẽ tốc biến vào chiêu 1 vào luôn. Đó, kết thúc đi cái mạng của EOSU. Vừa mới nói là định nằm xuống vài mạng, feed vài mạng mà thế nào lại thêm được một mạng rồi mọi người ạ. Đó, đi SP kiểu này có chết người không chứ đấy. Đi SP gì mà sao xanh hớt cả rừng luôn ạ. Rồi, bắt luôn vị trí đó là Sanielle lạ, liếm được mạng mọi người ạ. Thôi nhá, phải tự dặn lòng mình không KS nữa. Tâm phải tịnh, không được KS nha mọi người nhá. KS là thói xấu. Có cái tia này, EOSU đâu, ngắm ở đâu. Rồi, mình lại bắt vào vị trí đó là Ikki mọi người ạ. Một pha nhìn rau một gấp thịt của mình mọi người ơi. Mình cứ nghĩ là EOSU ở đấy, ai ngờ EOSU lại ở dưới và Ikki ở trên. Đó, mình vừa nhìn thấy trong cái bụi đấy nhấp nháy thì hóa ra là Ikki luôn, chứ không phải là EOSU. À thế thôi, thế nhưng mà mình cũng nằm xuống, mình cũng có cái sự hy sinh cho team rồi mọi người ơi. Pha này thì cứu điêu thuyền cái xíu nhá. Đó, không cứu được rồi, không cứu thì mình té thôi mọi người ơi. Không cứu được thì mình té thôi. Pha này mọi người nhìn mình với AD xử lý nhá. Đó, câu kéo team bạn này. Pha này mình sẽ nhấp nhớ vào câu kéo team bạn đó, team bạn sẽ đi theo này. Đó, mình sẽ di chuyển đến cái bụi trên, vừa có cái nội tại ở bụi cũng như là mình có thể cover được AD này. Mọi người có thể nhìn thấy đây, mình băng ở vị trí VS thấp máu hơn. Sanielle thì AD bắn cũng sẽ phải nằm xuống thôi. Bạn ấy có cái cung tà ma, thành ra cái lượng máu bạn ấy hồi phục rất là ghê gớm. Rồi, team bạn ấy ao ngược trong cái pha đấy thì úi dồi thì EOSU. Rồi thôi anh ơi, em xin. Rồi thôi. Bắn rất là gắt mọi người ạ. Đó, để cuối game rồi bạn mới thể hiện kỹ năng nha mọi người nhá, chứ không phải bạn ấy chơi gà đâu, mà đến cuối game bạn ấy mới thể hiện kỹ năng là bạn ấy bắn bách phát bách trúng nha mọi người nha. Đó, nhấp nháy bên bụi kia là đã thấy nhìn vị trí EOSU rồi, thế nhưng mà mình không băng vào pha này đâu, vì chắc chắn là sẽ có tình bạn sẽ đắp người đó. Vừa mới nói xong thì có Veret cũng như là Sanielle đi từ cái bụi đó ra, mình biết ngay mà. Đó, nhìn vào vị trí đó để mình định bổ cái ulti vào người AD mình. Thôi AD mình pha này thì đáp chiếu cuộc tình rồi mọi người ơi, nhưng mà may mắn sao là vẫn còn cái giáp hồi sinh nha. Đó, rồi kết thúc đi được cái mạng của Zill này. Thế là thôi còn gì đâu mọi người ạ, còn đúng cái nịt cho team bạn thôi. Cái trận đấu của mình khả năng cũng sẽ kết thúc ở đây thôi mọi người ơi. Mọi người thấy clip của mình hay hữu ích thì đừng quên là bỏ ra vài giây để đăng ký, subscribe ủng hộ kênh của mình, cũng như là các bạn giúp mình comment nhá. Rất muốn tương tác với các bạn nhiều hơn, cũng như là các bạn đóng góp ý kiến cho mình, cái phần nào chưa được và cái phần nào được thì các bạn hãy đóng góp để mình còn có thể sửa đổi cũng như là cải thiện trong những cái video tiếp theo nhá. Đó, thì ngày mai cũng sẽ là một ngày cuối tuần rồi. Xin chúc các bạn là có một cái ngày nghỉ cuối tuần nó thực sự là ý nghĩa và vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào clip ngày mai nha.